Thưa quý vị, thời tiết trong những ngày cuối cùng của tháng 5 tại miền Bắc vẫn tiếp tục nắng nóng. Tuy nhiệt độ có giảm nhẹ nhưng do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm, dễ xảy ra nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Sau đây là thông tin chi tiết về thời tiết. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, những ngày còn lại của tháng 5 năm 2023, thời tiết dễ chịu hơn ở các khu vực trên cả nước, không xảy ra nắng nóng gay gắt diện rộng nhưng có mưa rông ở nhiều nơi. Từ ngày 25 tháng 5, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La nắng nóng kết thúc. Khu vực Hà Tĩnh đến Phú Yên nắng nóng dịu dần. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt, đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Trung tâm cũng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Về dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước từ nay đến cuối tháng 5 năm 2023, Trung tâm cho hay, trong 24 đến 48 giờ tới, phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng cay gắt. Từ ngày 25 tháng 5, nắng nóng giảm dần. Phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình và Thanh Hóa có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Từ ngày 26 tháng 5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở các khu vực trên. Cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.